Đắk Lắk có gần 17.000 ha sầu riêng, trong đó 15.000 ha giai đoạn kinh doanh, tổng sản lượng khoảng 140.000 tấn. Hiện nay sầu riêng đang bước vào mùa thu hoạch chính vụ. Dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát, việc xuất khẩu có nhiều thuận lợi và thị trường ổn định, nông dân vì thế cũng được hưởng lợi. Trước khi xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, trên địa bàn Đắk Lắk đã bắt đầu hình thành một số vườn chuyên canh trồng sầu riêng, phát triển theo hướng Việt Gap Global Gap, sản xuất hữu cơ an toàn và chất lượng. Nhiều doanh nghiệp đã cùng nông dân xây dựng chuỗi liên kết và làm thủ tục cấp mã số vùng trồng, ký hợp đồng bán sản phẩm. Đây là điều kiện thuận lợi để Đắk Lắk tiếp tục nâng cao giá trị sầu riêng đáp ứng nhu cầu xuất khẩu.